năng của kẻ khiến ta hưng phấn trên chiến trường hiện đại. Được, hôm nay ngươi sẽ được tận mắt chứng kiến sức mạnh thật sự của Mã Siêu Tạng. Thế đã đủ rồi, ngươi đi. Ngươi chờ gì nữa mà không giết ta? Tâm lý không cho phép ta làm như vậy. Người ta muốn giết là gian tặc Tào Tháo, không phải ngươi. Đây sẽ là sai lầm lớn nhất của nhà ngươi. Lần tới, đầu của ngươi nhất định sẽ là của ta. Của ta!